chào quý vị và các bạn. Hôm nay Kim Ly sẽ chia sẻ món salsa tôm chuối chiên shrimp salsa. Đây là cái loại thức ăn này của người Mexican ha. Mình sẽ làm cái món salsa nha. Thì bây giờ để làm món này, trong đây có 3 cup dầu ăn. Kim Ly dùng dầu canola oil để mình chiên đó thì tốt nha. Cái dầu này nó chịu được nhiệt độ cao thì Kim Ly dùng dầu này. Đây là 3 cup dầu, mình sẽ mở lửa cho nó nóng lên nha. Ở đây Kim Ly có chuối, cái này nó gọi là chuối của Mỹ đó các bạn, plantain chuối nha. Thì các bạn lựa cái chuối này nó còn cứng sống á, nó vừa chở mình thôi, nó vàng vậy nhưng mà nó rất là cứng. Ở đây là 2 trái thì Kim Ly cắt ra, mỗi trái cắt làm 3 thì là 6 cái nha. Mình chờ dầu nóng, mình sẽ bỏ vô mình chiên. Ở đây Kim Ly có 2 trái cà sắc hạt lựu, nửa cup hành tây mà loại ngọt đó, mình sắc hạt lựu nha. Một trái ớt sắc miếng, còn đây là một trái ớt jalapeno, ớt Mỹ đó, sắc hạt lựu. Còn đây là một muỗng teaspoon hoặc là 3 tép tỏi băm nha. Nửa cup xoài mà còn hơi cứng tí xíu đó, rồi các bạn cắt hạt lựu. Đây là ngò gí nha, 2 miếng chanh. Mình sẽ làm salsa trong khi mình đợi cái dầu nóng đó. Kim Ly sẽ cho tất cả cái này vô cái tô nha. Cho vào hết đây. Cho vào đây một muỗng cà phê muối, tức là một teaspoon lưng á. 1/3 teaspoon đường. Các bạn nặn chanh vô nha. Kim Ly sẽ cho 2 miếng chanh vô, tức là nửa trái chanh đó. Nặn hết vô đây nha. Đây là oregano, các bạn cho vào đây nha. Nếu mà các bạn không có thì cũng không sao, cứ làm như vậy 4-5 lần được rồi đó, ít thôi. Mình trộn đều lên là được rồi nha. Món salsa rất là dễ làm. Mình thử cái dầu nha các bạn. Nè, các dầu nó nóng nè, nó sôi tim rồi thì mình sẽ cho chuối vô mình chiên nha. Để nguyên khúc về chiên cho Kim. Mình sẽ chiên 5 phút. Khoảng 5 phút khi mà cái chuối nó mềm mềm á là mình sẽ vớt nó ra nha. Bây giờ nó sôi lại thì các bạn có thể hạ cái lửa xuống chút xíu. Số 10 thì các bạn hạ xuống số 8 nha. Sau 4 phút thì Kim sẽ vớt cái trái này ra nè, cái chuối đó. Các bạn bỏ vô trong này nha. Bây giờ mình làm cái quá trình là mình làm cái khắp, tức là mình dùng cái cây chài đâm tiêu nè ha, mình làm cho nó có cái lỗ đó. Mình ấn nó xuống nha, mình làm cái khắp đó các bạn đó. Mình có thể dùng cái đầu lớn nè, mình ấn nó xuống. Đây, nó như thế này ha. Cẩn thận coi chừng nóng nha. Mình dùng cái đầu nhỏ trước, mình đè nó xuống, xong rồi mình dùng cái đầu lớn mình ấn. Hoặc là dùng một đầu cũng không sao, miễn sao mình làm cho nó ra thành cái khắp. Đây, đây mình sẽ lấy nó ra ha. Mình nắn nó lại theo ý của mình. Rồi bây giờ mở dầu lại nè.
mình sẽ chiên tiếp cho nó chín nha các bạn. Kim Ly sẽ chiên 3 cái thôi. Bạn mở lửa cũng vừa vừa, cỡ số 8, số 9 thôi. Mình chiên cho nó chín là được nha. Sau vài phút thì nó vàng rồi thì mình vớt nó ra nha các bạn. Các bạn nắn nắn lại cho nó đều nha. Bạn chiên khoảng chừng 4 phút là nó vàng rồi. Kim Ly thấy nó chín rồi nè. Miệng nó chín là mình vớt ra được tùy theo cái độ màu vàng mình thích nha các bạn. Giờ Kim Ly vớt nó ra nha. Đây. Ở đây Kim Ly mở lửa lớn lên nha. 200g tôm mình lột vỏ rửa sạch, sắc hạt lựu nha, hạt lựu cỡ này đây ha. Kim Ly sẽ cho vào đây 1 muỗng canh dầu ăn. Kim Ly nhắm thôi nha, 1 muỗng canh dầu ăn. Chảo nóng Kim Ly sẽ cho tỏi băm vô đây, 3 tép tỏi băm hoặc là 1 teaspoon. Tỏi dừa thơm Kim sẽ cho tôm vô. Nửa teaspoon hạt nêm nấm. Nửa muỗng cà phê muối. Tức là ít hơn nửa teaspoon chút xíu đó nha các bạn. Nửa teaspoon đường. Mình xào lên nha. Cái này là ground cumin, tức là bột của cái ngò ôm á, ground cumin. Kim Ly sẽ cho vô đây 1/4 muỗng cà phê. Mình trộn lên nha các bạn. Thơm lắm, bớt lửa đi. Bớt lửa xuống đi cho mình được. Rồi mình xài vừa chín tới thôi nha. Tắt lửa nè. Để nó qua một bên. 5 phút sau mình mới cho vô so xà nha. Sau 5 phút thì Kim Ly sẽ cho cái tôm này vô trong cái tô so xà nha các bạn. Như vậy mình trộn đều lên nha. Xào xà tôm á, nó vẫn còn hơi nóng nóng. Đó, các bạn trộn đều lên ha. Rồi bây giờ mình sẽ bỏ lên cái khắp đây. Các bạn thấy ha. Và các bạn có thể dùng cái loại chips này ha. Tortillas để mình ăn cũng ngon lắm. Mình xúc cái xào xà đó các bạn. Đây xong rồi quý vị. Kimberly mời quý vị nghe món shrimp xào xà cup. Cái này tiếng Việt không có tên đâu nha các bạn. Giờ mình ăn thử nha. Nè, Kimberly chiên 2 thứ, cái vàng đậm với cái vàng dừa dừa. Không? Thì các bạn muốn thích chiên cái nào thì chiên ha. Vàng đậm thì nó sẽ giòn hơn chút. Mình ăn thử nha. Kim Ly mời quý vị và các bạn. Nhìn đẹp không? Dễ làm nữa. Cái này các bạn có thể làm cho party. Party á, thì các bạn làm vậy đó. Mỗi người tới người ta cầm một cup ta ăn. Kim Ly mời quý vị và các bạn nha. Mình thì cứ cầm gì mình cắn mình ăn thôi.
Cái chuối nó giòn mà nó ngọt. Tại vì cái chuối này á, nó vừa chín tới thôi, nó vẫn còn xanh xanh nha các bạn, thì nó mới giòn nha. Mình làm mềm quá thì không được. Cơm nó thơm lắm, chua chua, chua chua của cái chanh đó, thơm cái mùi ngò nè, cumin rồi đó. Cắn gì mình ăn thôi, cay cay, mùi ớt rất là tuyệt vời. Cái tôm thì nó còn giòn giòn sực sực á, rất là ngon. Các bạn xào vừa chín tới thôi nha. Ăn thêm đi ăn nè. Hoặc là các bạn dùng cái chip này, các bạn ăn với cái sao xà như vậy đây. Ngon quá. Mình scoop nó vô vậy nè, mình ăn rồi. Kim Lê chào quý vị và các bạn nha. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn video kế tiếp. Thank you for watching. Bye bye. See you next time.